À, bây giờ chờ cái gì nữa? Cái nó đâu em? Bây giờ là cái lô Trà Vinh nó ra là xong rồi hả? À xong rồi, xong rồi, lên xe đây. Lên xe đây. Lên xe đây rồi xong rồi làm tiếp. Lên xe đây em. Là dứt điểm Trà Vinh ạ. Nè. Dứt gì vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.